Như vậy là đã hơn một tuần, ca phẫu thuật tách rời cặp song sinh dính nhau hiếm gặp Diệu Nhi và Trúc Nhi hoàn thành. Câu chuyện không chỉ nhận được sự quan tâm lớn bởi trong nước mà còn là quốc tế, bởi tính nhân văn và đánh dấu một cột mốc phát triển trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam. Sức khỏe của hai bé cũng là điều được nhiều người quan tâm cho tới thời điểm này. Sau hơn một tuần phẫu thuật thì tình hình sức khỏe của hai bé được gia đình cập nhật cho biết. Bé Diệu Nhi đã cai thở máy, có thể uống sữa, trong khi Trúc Nhi vẫn chưa thể cai thở máy và đã bớt sốt. Các công việc hậu phẫu cho hai bé vẫn đang được các y bác sĩ theo dõi chăm sóc sát sao. Cho đến nay, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung toàn lực để chăm sóc hồi sức, chống nhiễm trùng cho hai bé. Mỗi bé phải chịu 4 cuộc đại phẫu, tiết niệu, tiêu hóa, khung chậu và tạo hình tận sinh môn, nên giai đoạn hậu phẫu vẫn còn rất nhiều khó khăn. Tại khu vực hồi sức của hai bé Song Nhi, hiện công việc kiểm soát nhiễm trùng của hai bé đang được thực hiện gắt gao. Từ ca phẫu thuật Việt Đức đến ca phẫu thuật tách song nhi đánh dấu một bước phát triển lớn của ngành y tế Việt Nam. Từ điều kiện còn khó khăn đến sự phát triển rất lớn về các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh và các điều kiện phẫu thuật đã có nhiều đổi thay theo thời gian. Duy chỉ có cái tâm và cái tâm vì người bệnh thì lúc nào cũng vậy, cũng mong mỗi người bệnh được chăm sóc tốt nhất, đặc biệt là trẻ em. Bởi theo các y bác sĩ, cứu được một trẻ em bất hạnh là cứu một cuộc đời dài mấy chục năm tiếp theo. Thậm chí như câu chuyện sau đây, một cuộc đời được vẽ lại đã vẽ tiếp những điều tốt đẹp khác. Ca mổ bắt đầu từ 8 giờ 45 phút ngày 4 tháng 10 năm 1988. Hoàn tất lúc 23 giờ 45 phút, đúng 15 tiếng đồng hồ như dự kiến ban đầu. Phép lạ đã đến từ bàn tay của những thầy thuốc Việt Nam. Không chỉ bước trở lại cuộc sống bình thường, mà ngay cả Việt cũng có những phát triển tốt về sức khỏe. Tôi là Nguyễn Đức, là người trong cặp song sinh Việt Đức trong ca mổ cách đây 32 năm về trước. Cuộc sống của tôi nó thay đổi rất là nhiều. Thứ nhất, nó không còn phải vất vả về cái sự lôi kéo giữa cái sự di chuyển khó khăn. Sau đó tôi cũng được các má các mẹ cho đi học, hòa nhập với cộng đồng, trở thành một người có cho xã hội như bây giờ. Đó là một cái điều mà rất là vui mừng. Ca phẫu thuật lịch sử 32 năm trước đã vẽ nên một cuộc đời mới cho anh Nguyễn Đức. Dù phải dùng nạng mới có thể di chuyển, song ai làm được việc gì, anh cũng làm được việc nấy. Chinh phục trái bóng, chạy xe, công việc ổn định và một gia đình hạnh phúc. Trong căn nhà nhỏ, gia tài quý giá nhất của anh lúc này là cô cậu song sinh Khấu Khỉnh, điều chưa hề có trong lịch sử y khoa thế giới. Trên cơ thể tôi vẫn đang sống với một thân hình, còn lại một phần một bộ phận của anh mình. Phía trước còn rất là nhiều trông gai, nhưng tôi phải nỗ lực hơn nhiều để là những người có ích cho xã hội, không phụ lòng đến những người bác, người má, người mẹ, những người đã cống hiến cho tôi có được ngày hôm nay. Sinh ra là người đặc biệt, không chỉ gặp khó khăn bởi những khiếm khuyết mà anh còn phải chịu sự dị nghị của xã hội. Vượt qua tất cả, hiện anh Đức đã là phụ trách đối ngoại của Hội Hữu nghị Việt-Nhật, Đại sứ Hòa bình tại Nhật Bản và làm giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Quốc tế Hiroshima. Đã gần 40, thân hình nhỏ nhắn, nhưng chú lính chi Nguyễn Đức vẫn trở lại nơi mình đã lớn lên, làng Hòa Bình, để cứu mang các em nhỏ khuyết tật. Những nạn nhân chất độc da cam chỉ có mang những cái mầm bệnh đó suốt đời. Mình làm một cái gì đó, nó chỉ là của ít làm nhiều, nhưng nó mang lại cho các bạn một cái sự tươi tắn, một cái sự tốt đẹp. Tự hào nhất á là tôi thấy nó đi giúp đỡ những bạn bè cùng cảnh ngộ với nó, không phải là giàu có gì, nhưng mà công việc từ thiện nhân đạo đó là cũng rất là hay. Đúng là tôi cảm thấy là mình không uổng công. Trong mong muốn không phải là giàu sang phú quý, mà tôi chỉ cần nhiều cái sức khỏe để giúp đỡ lại cho những mảnh đời bất hạnh hơn mình. Bởi vì hiện nay có rất là nhiều những mảnh đời tôi cảm thấy rất là đau xót. Nếu mà nhìn lên thì mình có thể nói không bằng anh, nhưng mình nhìn xuống những người khác còn cái may mắn hơn mình rất là nhiều. Các bác sĩ đã vẽ nên cho anh Đức một cuộc đời mới, giờ anh Đức lại vẽ nên cuộc sống mới cho các hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Vừa trải qua ca phẫu thuật ít ngày, những bước đi còn tập tễnh, chú lính chì Nguyễn Đức vẫn kiên cường bước tiếp trên hành trình mang yêu thương đến trẻ em khuyết tật.